Ở giai đoạn quan trọng này, phương tiện năng lượng mới đã đạt đến đỉnh điểm mà 90% các nhà sản xuất xe hơi có thể phải đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán. Mercedes-Benz, BMW, Audi giảm giá hơn 300 triệu Việt Nam đồng không còn là điều bất ngờ. Toyota thậm chí còn mua một tặng một. Hậu quả của cuộc chiến giá cả là cổ phiếu của các công ty ô tô bao gồm BYD và NIO đều giảm mạnh. Vậy điều gì đã xảy ra đằng sau việc này? Việc các công ty xe hơi truyền thống chế tạo xe năng lượng mới là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Foxconn cũng bắt đầu sản xuất ô tô. Công ty bất động sản Evergrande cũng bắt đầu sản xuất ô tô. Các công ty lớn khác cũng sản xuất ô tô, dẫn đến sự xuất hiện của 100 công ty sản xuất xe hơi năng lượng mới của Trung Quốc trong một thập kỷ qua. Đáng tiếc, chỉ có BYD có lãi trong số các doanh nghiệp này với mức lợi nhuận ròng khiêm tốn 3%. Bước sang năm 2023, Tesla đã 3 lần giảm giá và các công ty ô tô hạng sang truyền thống cũng giảm giá đáng kể, dẫn đến giá xe của các thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc cũng giảm mạnh. Theo thống kê chưa đầy đủ, có tới 30-40 thương hiệu xe năng lượng mới biến mất trong quý đầu tiên, phần lớn là do vấn đề tài chính. Các chuyên gia trong ngành tin rằng, cuối cùng sẽ chỉ còn lại rất ít thương hiệu sản xuất ô tô năng lượng mới của Trung Quốc. Vào tháng 3, Weimaster Motor WM có trụ sở tại Thượng Hải đã ngừng hoạt động, trụ sở chính không còn, nhân viên bị sa thải, các cửa hàng đóng cửa, thậm chí thương hiệu này còn bị gắn mác thất bại. Theo báo cáo, vòng cấp vốn cuối cùng của WM Motor diễn ra vào tháng 3 năm 2021 và sau nhiều vòng cấp vốn, công ty đã thu được tổng cộng 161.000 tỷ Việt Nam đồng. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, những chiếc xe có chi phí sản xuất hơn 1 tỷ Việt Nam đồng chỉ có thể bán với giá khoảng 400 triệu Việt Nam đồng trên thị trường. Tổng cộng 78.900 chiếc đã được bán ra, lỗ lũy kế gần 60.000 tỷ Việt Nam đồng. WM Motor lỗ 750 triệu Việt Nam đồng cho mỗi chiếc xe bán ra. Tương tự, Skywell Auto có trụ sở tại Thượng Hải cũng phải tạm ngừng sản xuất vào ngày 1 tháng 4, đồng thời vốn chủ sở hữu bị đóng băng. Một thông báo nội bộ cho biết nguyên nhân là do những khó khăn về tài chính cũng như những thách thức trong sản xuất và bán hàng. Đồng thời, công ty khuyến khích nhân viên có cơ hội việc làm mới, tự nguyện nghỉ việc. Cũng trong tháng 3, Evergrande Auto đã đi vào sản xuất hàng loạt. Công ty đối mặt với nguy cơ phải tạm ngừng sản xuất vì không thể nhận được khoản tài trợ mới trị giá gần 100.000 tỷ Việt Nam đồng. Theo số liệu, từ khi sản xuất hàng loạt và giao hàng vào tháng 10 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, Evergrande chỉ bán được vỏn vẹn 900 xe. Với doanh số bán hàng này, làm sao có nhà đầu tư nào dám đặt niềm tin vào Evergrande Automobile và sẵn sàng đầu tư 29 tỷ nhân dân tệ? Trước sự thay đổi to lớn này, các công ty ô tô còn sống sót khác cũng rơi vào tình trạng thua lỗ. Thậm chí các thương hiệu nổi tiếng như NIO, Xiaofeng và Li Auto cũng đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Theo thông tin công khai, NIO, công ty hàng đầu trong số các công ty mới, đã lỗ ròng 50.000 tỷ Việt Nam đồng vào năm 2022. Mỗi xe bán lỗ hơn 400 triệu Việt Nam đồng, khoản lỗ tăng hơn 200 triệu Việt Nam đồng so với năm trước. Trong 5 năm qua, NIO đã lỗ lũy kế hơn 150.000 tỷ Việt Nam đồng. Trong một tuần giữa tháng 4, doanh số cả nước chỉ đạt 700 xe. Đáng lo ngại hơn là tính đến cuối năm ngoái, số tiền NIO có trong tay không đủ trả nợ cho các nhà cung cấp và ngân hàng. Nguyên nhân được phân tích là do dòng sản phẩm quá đông và chi phí cho nghiên cứu phát triển, bán hàng và chạm sạc quá cao. Nếu NIO không thể kiểm soát được các chi phí này trong năm nay, khoản lỗ dự kiến cho năm 2023 có thể dao động quanh mức 48.000 tỷ Việt Nam đồng. Trên thị trường vốn mà NIO chủ yếu huy động vốn, nhiều ngân hàng lớn không có kỳ vọng lạc quan về công ty. JP Morgan dự đoán khối lượng giao hàng của công ty vào năm 2023 sẽ tăng từ 50-60% so với cùng kỳ năm ngoái. Chứng khoán Ngân hàng Hoa Kỳ cũng đã hạ dự báo doanh số bán hàng của NIO cho năm nay và năm tới và dự đoán lỗ ròng ngày càng tăng. Nếu NIO tiếp tục lỗ khoảng 48.000 tỷ Việt Nam đồng hàng năm vào năm 2023 và 2024 và không thể có được nguồn tài chính quy mô lớn, thì đến cuối năm 2024, số tiền trong tay sẽ còn khoảng 60.000 tỷ Việt Nam đồng, chỉ đủ để duy trì khoảng một năm lỗ ròng. Đối với Xiaofeng Motor, dữ liệu quý đầu tiên cho thấy doanh số bán hàng và doanh thu đều giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Với khoản lỗ khoảng 8.000 tỷ Việt Nam đồng,
tăng hơn 80% so với năm trước. Vào năm 2021, CFMOTO đã báo cáo khoản lỗ ròng hơn 30.000 tỷ Việt Nam đồng, mỗi xe bán lỗ khoảng 250 triệu Việt Nam đồng. Lãi ròng của CFMOTO vẫn ở mức âm trong 5 năm qua, lỗ 75.000 tỷ Việt Nam đồng trong 5 năm. Wasteland Security, một công ty dịch vụ tài chính thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, ước tính rằng CFMOTO và NIO lỗ lần lượt 19.000 tỷ Việt Nam đồng và 10.000 tỷ Việt Nam đồng trong 2 năm tới. Hiện tại, CFM còn hơn 39.000 tỷ Việt Nam đồng tiền mặt. Nếu không kiếm được tiền thì cũng chỉ có thể chống đỡ được vài năm. Vào năm 2022, Li Auto đã lỗ hơn 6.000 tỷ Việt Nam đồng, với mỗi xe bán lỗ khoảng hơn 90 triệu Việt Nam đồng. Mặc dù đạt được lợi nhuận ròng 927 tỷ Việt Nam đồng trong quý 4, công ty vẫn lỗ lũy kế tổng cộng hơn 23.000 tỷ Việt Nam đồng trong 5 năm qua. Hiện tại, Li Auto nắm giữ 128.000 tỷ Việt Nam đồng tiền mặt. Nếu không tạo ra lợi nhuận, công ty chỉ có thể tồn tại khoảng 4 năm nữa. Trong cấp độ thứ 2 của các lực lượng mới nổi, tổn thất liên tiếp là rõ ràng. Leapmotor đã lỗ ròng 17.000 tỷ Việt Nam đồng vào năm 2022 và khoản lỗ ròng lũy kế trong 4 năm qua là hơn 34.000 tỷ Việt Nam đồng. Seres được coi là ngựa ô vào năm 2022, dự kiến sẽ chịu khoản lỗ hàng năm là hơn 13.000 tỷ Việt Nam đồng với khoản lỗ hơn 24.000 tỷ Việt Nam đồng trong 3 năm trước đó. Autonocha đã lỗ tổng cộng 14.000 tỷ Việt Nam đồng vào năm 2020 và năm 2021. Khoản lỗ của GAC Aeon lên tới 12.700 tỷ Việt Nam đồng. Từ năm 2019 đến 31 tháng 5 năm 2021, khoản lỗ này đang tăng lên theo từng năm. Liên doanh Zeekr đầy tham vọng của Geely cũng bị lỗ hơn 10.000 tỷ Việt Nam đồng vào năm 2021 và năm 2022. Có thể thấy, lực lượng mới đã rơi vào tình trạng thua lỗ nên khả năng giảm giá trong tương lai là rất ít. Tesla có thể kiếm được 250 triệu Việt Nam đồng cho mỗi chiếc xe bán ra, thị trường vốn tập trung vào khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động. Khi đối mặt với viễn cảnh Tesla tiếp tục giảm giá và các nhà sản xuất ô tô truyền thống đẩy nhanh việc tung ra các sản phẩm năng lượng mới, khả năng các nhà đầu tư Trung Quốc giàu có tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp này ngày càng khó xảy ra. Các chuyên gia trong ngành cho rằng nếu Tesla tiếp tục hạ giá, chỉ một số ít trong số hơn 100 thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc có thể tồn tại. BYD là thương hiệu xe năng lượng mới duy nhất trong nước có lãi, mặc dù tỷ suất lợi nhuận thấp. Tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ khoảng 14%, thấp hơn tỷ suất lợi nhuận ròng 15% của Tesla. Tỷ suất lợi nhuận ròng của BYD thậm chí còn đáng thất vọng hơn, ở mức dưới 3%, trong khi tỷ suất lợi nhuận ròng của Tesla vào năm 2022 là 15% và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 30%. Bất chấp 3 lần giảm giá trong năm nay, Tesla đã công bố tỷ suất lợi nhuận ròng 11,4% vào ngày 20 tháng 4 năm 2023 trong báo cáo tài chính quý đầu tiên. Điều này đánh dấu quý thứ 15 liên tiếp có lãi, với tổng doanh thu quý 1 khoảng 560.000 tỷ Việt Nam đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu về số tiền bảo hiểm của thị trường xe năng lượng mới của Trung Quốc vào tháng 3, mẫu Y và mẫu 3 của Tesla đã thống trị các thị trường tương ứng về doanh số bán xe điện thuần túy. Mẫu Y đã trở thành mẫu xe SUV bán chạy nhất trong vòng một tháng, trong khi mẫu 3 vẫn là mẫu xe sedan chạy hoàn toàn bằng điện bán chạy nhất Trung Quốc. BYD không thể cung cấp một mẫu xe nào có thể cạnh tranh với hai mẫu xe này của Tesla, bằng chứng là các con số trong biểu đồ đi kèm. Hiện tại, nhóm khách hàng chính của Tesla và BYD không trùng nhau. Tuy nhiên, nếu Tesla tiếp tục giảm xuống phạm vi giá 300 triệu Việt Nam đồng mà vẫn có thể bảo đảm chất lượng không suy giảm nghiêm trọng, thì rất có thể sẽ gây ra mối đe dọa đối với thị phần của BYD. Thật trùng hợp, tin tức gần đây cho thấy Tesla có kế hoạch ra mắt mẫu Q với giá cả phải chăng hơn để tham gia vào thị trường xe năng lượng mới dành cho xe có giá dưới 680 triệu Việt Nam đồng. Sự phát triển này cho thấy rằng những ngày thịnh vượng của BYD có thể được đánh số. Cần nhắc lại rằng vào tháng 3, các mẫu xe cũ chưa bán được của BYD được cất giữ trên tầng 2 và các tầng phía trên của các tòa nhà đang xây dở với ít nhất 100 chiếc tồn kho. Mỗi chiếc xe có giá hơn 300 triệu Việt Nam đồng. Như vậy, vài chục tỷ đồng đang bị trói vào những chiếc xe không bán được này. Việc chúng được cầu lên tầng 2 của những tòa nhà đang xây dở chứng tỏ rằng cả BYD và các đại lý của họ đều không mong bán được những chiếc xe này trong vài tháng tới.
Nếu không, chúng sẽ được đặt ở tầng 1, giúp người mua tiềm năng dễ tiếp cận hơn. Tình trạng xe điện BYD ế ẩm này không thoát khỏi tầm ngắm của ông trùm kinh doanh Warren Buffett, người đã giảm tỷ lệ sở hữu tại BYD từ 20% xuống 10% qua 10 lần bán tháo liên tiếp kể từ tháng 8 năm ngoái. Không chỉ Buffett mà cả tầng lớp trung lưu giàu có của Trung Quốc có thể tích lái Toyota Camry hơn xe BYD. Vào đầu tháng 4, việc Huawei đột ngột rời khỏi ngành công nghiệp phương tiện năng lượng mới đã gióng lên hồi chuông báo tử cho lĩnh vực phương tiện năng lượng mới của Trung Quốc. Giám đốc điều hành Huawei, Nhậm Chính Phi, có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc. Nguyên nhân khiến ông quyết định cắt toàn bộ xe Huawei không thể loại trừ là từ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ không muốn Huawei đốt tiền vào ngành công nghiệp xe điện. Tesla đã thể hiện khả năng kiểm soát chi phí xuất sắc, giống như các nhà sản xuất ô tô nổi tiếng Toyota, Honda và Volkswagen. Một khi các công ty này hoàn thành quá trình chuyển đổi, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc trong tương lai sẽ là thế giới của những nhà sản xuất lớn này. Để cạnh tranh, BYD phải tiếp tục giảm giá. Điều này sẽ khiến lợi nhuận âm. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác với khả năng kiểm soát dòng tiền thậm chí còn tệ hơn sẽ phải đối mặt với một cuộc tắm máu trong chiến trường cạnh tranh này.